Mình xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm trước đăng một cái video ngắn lên mà giá chỉ có hơn tỷ một căn nhà 3 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh, sổ hộ khẩu Hà Nội. Không một quý vị nào tin, cho nên hôm nay tại vị trí của dự án công trình 9 căn nhà, giá bán thấp nhất một căn 1 tỷ 170 triệu đồng, diện tích 30m², thiết kế 3 tầng sổ đỏ riêng biệt từng căn. Quay để cho quý vị nhìn thực tế luôn, hiện trạng của ngôi nhà thực tế như thế nào. Với cái cụm dự án này 1, 2, 3, 4 và 5 căn ở mặt này và 4 căn ở mặt đằng trước, tổng là 9 căn. 9 căn thì đã bán 3 căn, chỉ còn 6 căn. Ở đây thì có căn lô góc, có căn lô thường, giá bán rất là hợp lý. Vị trí gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Chương Mỹ. Vị trí cụ thể của nó là thuộc Chương Mỹ, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội quý vị ạ. Và với cái cụm dự án này phù hợp với bác nào đi làm ở đâu ạ? Đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, nói chung cái tầm tiền 1 tỷ 170 triệu tìm được ở đâu mà căn nhà 3 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh riêng biệt từng căn, trả trước 400 triệu tiền mặt, còn lại ngân hàng hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 20 năm. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì có hai hướng, hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc quý vị nhé. Với cái thiết kế của ngôi nhà đang vào phần hoàn thiện, nhưng mà đang vào phần hoàn thiện mà đã bán 3 căn, cho nên Ngọc Ánh sẽ đến quay qua tổng thể dự án công trình để cho quý vị có thể nắm được rằng có căn nhà giá chỉ hơn 1 tỷ thực tế như vậy, chỉ trả trước 400 triệu thôi. Mọi người không có nghe nhầm đâu, không câu like, không câu view. 9 căn, 9 cuốn sổ đỏ riêng biệt, đi lại thuận tiện. Từ vị trí này đi ra tới bến xe Nghĩa 7 km, đi lên tới trung tâm Hà Đông khoảng tầm 10 km. Nói chung là với cái tầm tiền này, cả nhà và đất giá quá là rẻ luôn. Thiết kế rất là hợp lý nha mọi người. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Đấy, nói chung là ông sẽ quay qua cho quý vị tầng 2, tầng 3. Tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 nhé. Đây quý vị ơi, tầng 2 thiết kế phòng ngủ bên trong, phòng ngủ bên ngoài, phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ phía bên trong. Đấy. Tầng 2 thiết kế trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đây, cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ mà có thể nhìn thực tế, thông và thoáng. Giá bán thì thấp nhất một căn là 1 tỷ 170. Ngoài ra thì có căn 1 tỷ 250, 1 tỷ 350. Nói chung là cái giá bán Ngọc Ánh đang chia sẻ review cho quý vị rất là thật. Mọi người có thể đến xem thực tế để cảm nhận xem là Ngọc Ánh chia sẻ có chuẩn chỉnh hay không. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, đi lại thuận tiện. Nói chung Ngọc Ánh cũng đã nói cái quãng đường đi cho quý vị rồi, cho nên mọi người có thể cân đối cái quãng đường đi sao cho nó phù hợp, hợp lý. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 đây. Đó, 1 tỷ 170 triệu một căn 3 tầng cả nhà và đất, tìm ở đâu ra? Tìm ở đây chứ ở đâu ạ? Tìm đến Nhà Tốt luôn mọi người ơi. Đây là phần tầng 3. Ở đây thì cái căn nhà này còn đang hoàn thiện này, phần cầu thang này, tủ bếp này, thiết bị vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở. Đây, trên phía tầng 3 thiết kế một phòng ngủ nữa cho quý vị. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó, phòng sân phơi đây, trên phía sân phơi đây. Và vị trí này thì quý vị sẽ hỏi rằng xung quanh dân cư, đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện, giá bán rẻ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình Ngọc Ánh 0983013403 hóa 0888041444 để có thể sở hữu ngôi nhà giá rẻ 3 tầng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.